Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 13 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hội tụ gió trên tầng khí quyển cao dần suy yếu, nên trong đêm nay và rạng sáng mai, mưa rào chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh Việt Bắc. Còn tại khu vực đồng bằng ven biển, chịu sự chi phối của gió đông nam ẩm nên sẽ tiếp diễn tình trạng âm u, nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ tập trung nhiều trong thời điểm về đêm và sáng. Về nhiệt độ, trong 2 ngày tới, nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, nên nhiệt độ cao nhất ngày có xu thế tăng nhẹ lên. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 33 độ. Từ ngày 14 tháng 3 sẽ thiết lập hình thế gây mưa do hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao, nên trời sẽ nhiều mây cả ngày, mưa nhỏ mưa phùn xuất hiện nhiều hơn về đêm và sáng. Không khí lạnh cuối mùa cũng hoạt động yếu, trường gió đông đông nam là chủ đạo nên ít có khả năng gây ra mưa rào cho khu vực Trung Bộ. Trong 3 ngày tới, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, thời tiết phổ biến có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 đến 30 độ, riêng khu vực Nam Trung Bộ là từ 29 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô nên nắng nóng cũng xuất hiện liên tiếp trong những ngày vừa qua. Nắng nóng diện rộng bao trùm toàn bộ miền đông của Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong những ngày tới, nền nhiệt độ tại đây vẫn tiếp tục giữ ở mức cao vào ban ngày, trưa chiều phổ biến ở vào khoảng từ 33 đến 36 độ, đặc biệt là tại miền đông Nam Bộ. Số điểm nắng nóng chiếm 2/3 khu vực, còn khu vực Tây Nguyên phổ biến nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Dự báo từ ngày 16 tháng 3, đợt nắng nóng này có xu hướng giảm dần và tạm thời chấm dứt trên khu vực từ ngày 17 tháng 3, đồng thời có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm. Nắng nóng, nhiệt cao, độ ẩm không khí giảm thấp vào trưa chiều. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 13 tháng 3 năm 2021. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Khu vực đồng bằng và ven biển chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, phía Bắc sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền đông từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.